Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Ngày 31 tháng 10 năm 2020 là ngày lễ Halloween cũng là ngày kỷ niệm 12 năm mà Bitcoin White Paper được ra đời. Thu muốn làm một cái video ngắn để mà chia sẻ một cái cảm nghĩ à, hồi sáng này. À, Thu nghĩ tới rất là nhiều và Thu nghĩ là trong vòng vài năm tới đây chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt về suy nghĩ về Bitcoin rất là lớn. Thì các bạn thấy là đây là cái tài liệu được chia sẻ lúc mà Satoshi Nakamoto đã đưa ra cái thông tin là có Bitcoin White Paper thì là ngày 31 tên tháng 10 năm 2008 đã 12 năm rồi. Thì đây là cái Bitcoin White Paper Những bạn nào mà chưa có đọc Bitcoin White Paper thì có thể đọc Bằng cách là lên trên Google các bạn có thể tìm à, kiếm là Bitcoin White Paper tiếng Việt Thì có rất là nhiều những cái phiên bản tiếng Việt Để đọc để các bạn có thể hiểu được cái tầm quan trọng của cái White Paper này là như thế nào Các bạn thấy được là cái White Paper của Bitcoin chỉ có 9 trang tổng cộng So với những cái dự án bây giờ các bạn thấy được là cái White Paper nhiều khi 50 trang, 100 trang vô cùng phức tạp Bitcoin White Paper thì rất là đơn giản, chỉ có 9 trang mà thôi mà các bạn thấy được là 9 trang này đã dẫn đến một cái cuộc cách mạng tiền tệ mãi cho tới ngày hôm nay là năm 2020, 12 năm sau Bitcoin vẫn tồn tại và lại tiếp tục phát triển vẫn còn là cái đồng đứng đầu trong thị trường crypto này. Thì trong vòng vài năm tới đây các bạn sẽ thấy được là mỗi một ngày, mỗi một năm mà Bitcoin còn tồn tại thì một ngày đó, một năm đó Bitcoin sẽ càng phát triển và càng tồn tại với một cái sức lực mạnh hơn Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là mỗi năm trôi qua thì chúng ta nghĩ tới giả sử như là 5 năm tới đây đi Thì 5 năm tới đây lúc đó Bitcoin đã là 17 năm rồi thì 5 năm tới đây chúng ta sẽ thấy được là cái giới trẻ lớn lên Lúc đó những đứa trẻ đó có thể là 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi Và những đứa trẻ đó lớn lên trong một cái thế giới mà họ chưa từng biết đến là cái thế giới không có bitcoin như thế nào rất là khác biệt so với chúng ta các bạn thấy được là thuộc với các bạn cùng nhau trải qua cái thời kỳ bitcoin thành lập và trải qua những cái thời kỳ mà có rất nhiều cái sự dao động uh, liên quan đến tài chính liên quan đến chính trị cũng như là liên quan đến hệ thống tiền tệ cho nên các bạn thấy được là chúng ta có nhiều cái nghi ngờ khi mà chúng ta nói tới Bitcoin, nói tới đợt tương lai như thế nào Nhưng mà những đứa trẻ mà sinh ra 5 năm sau, những đứa trẻ đó có thể là 15, 16 tuổi Thì họ chưa từng biết đến một cái thế giới mà không có Bitcoin là như thế nào hết Cũng như là các bạn thấy được là những đứa trẻ lớn lên Thì bây giờ không có biết cái thế giới không có Internet là gì Bitcoin thì cũng như vậy thôi Họ sẽ lớn lên và nghĩ là Bitcoin cũng rất là bình thường Đây là một cái tài sản cũng như là vàng Các bạn thấy được là trước đây Trước khi mà thuận ra đời thì năm 1971 các bạn thấy được là cái sự ra đời của tiền pháp định so với lại Mỹ kim rất là khác. Các bạn cũng nên nhớ là trước đây chúng ta gọi đồng đô la là Mỹ kim có nghĩa là đồng đô la thực sự là có vàng dự trữ. Nhưng mà sau năm 1971 thì tổng thống Nixon đã hoàn toàn bãi bỏ cái chế độ là đổi tiền Hoa Kỳ, Mỹ kim thành vàng cho nên sau đó các bạn thấy được là sau tháng 8 năm 1971 thì tiền của Hoa Kỳ đã trở thành đồng đô la là một cái loại tiền pháp định mà không có vàng nước sau lưng cho nên không còn gọi là Mỹ Kim nữa các bạn thấy được đây là một trong những cái điều mà khi mà xảy ra lúc đó nhiều người đặt rất là nhiều nghi vấn đây là một cái loại tiền mà bây giờ đã không còn vàng nước sau lưng nữa thì có nhiều người không có tin tưởng tiền pháp định nhưng mà khi mà chúng ta lớn lên ở cái thời kỳ này tiền pháp định là một cái điều mà các bạn cảm thấy rất bình thường nước nào cũng có tiền pháp định mà thôi thì cũng tương tự các bạn thấy được là sau này bitcoin cũng sẽ trở thành một phần trong đời sống của những đứa trẻ sau này cho nên cái sự phát triển mà chấp nhận của bitcoin ngày chỉ càng lớn mạnh lên mà thôi đây là một cái video ngắn thôi muốn chia sẻ với các bạn về cái cảm nhận của thuận ngày hôm nay liên quan đến kỷ niệm 12 năm thành lập của Bitcoin White Paper các bạn nghĩ sao thì bạn comment ở phía dưới cái video này và các bạn muốn theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội hay là các bạn muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital thì mà tham gia những sàn giao dịch thì bấm vào cái link ở phía dưới video này và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn